Lớn em chàng đang quay trở lại kênh của mình nha. Thì cuối cùng chúng ta cũng đã đến với lại cái sự kiện tuần ba của con tướng mới Kirby Bát Vĩ rồi anh em ha. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem coi là sự kiện tuần này có cái gì, nên chơi cái gì, và cũng như là những cái update sắp tới đây anh em, những cái update ở trong cái tuần này á thì nó có cái gì luôn nha anh em. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói đến cái vụ là con Kirby Bát Vĩ có vào ở trong cái L2 ngẫu nhiên hay không anh em, tức là cái mảnh đồ biến đến hệ âm dương nè. Và cũng như là mảnh đồ biến đến hệ âm dương VIP nè anh em. Thì có vào chưa? Thì chưa vào nha anh em. Chưa có vào trong này đâu, anh em đừng có mở nha. Đó, đây là cái thông báo mình ưu tiên để cái này lên hàng đầu để cho anh em biết đó anh em. Đừng có mở mấy cái này. Đừng có mở cái L2 ngẫu nhiên này nha anh em, bởi vì nó chưa có vào đâu. Anh em cứ để nó đi. Chắc là tệ lắm, phải qua tuần sau nữa anh em. Mà xui nữa là phải qua tuần sau nữa thì may ra nó mới vào nha anh em. Đó, nên là tuần này anh em cứ tích thêm để qua tuần sau chúng ta mở nha. Mình sẽ là người mở đầu tiên để mà test cho anh em xem là có ra hay là không nữa đấy. Đó, nên là tuần này anh em cứ im bình, đó đừng có mở. Rồi, tuần này thì mình xem sơ bộ về cái event tuần rồi anh em ơi. Nói chung đây là cái tuần để mà chúng ta kiếm copy của con Kirby Bát Vĩ cực kỳ ngon. Đầu tiên là xuất sắc anh em ơi, đây xuất sắc đây. Trời ơi, 600 điểm một con Kirby Bát Vĩ dưới này anh em. Ok chưa? Tuần này thì chắc là mình ráng cố gắng mình lết mình chơi một vòng đi anh em. Đang có 300 mấy xuất sắc nè, chắc chơi được một vòng á là kiếm được một copy con Kirby Bát Vĩ ha. Rồi, ngon, xuất sắc tuần này ngon đấy anh em. Kirby Bát Vĩ nó là một con tướng limit nha anh em, nên là anh em tranh thủ anh em dồn hết tài nguyên anh em lấy nha. Rồi, bên này thì là cái đăng nhập anh em ơi, giống y chang như tuần trước ha. Rồi, đại tiệc táo quân anh em ơi, 800 điểm có ngay cái lồng đèn. Hồi mình nhớ chắc đây vài tuần trước á thì chúng ta có cái event y chang như vậy luôn em ơi. Với cái giá chúng ta mua 800 điểm này á thì vị chi nó chỉ tầm cỡ chừng vài chục ngàn rio thôi em ơi, ít lắm, dưới 100.000 rio đó. Đó là anh em có thể lấy được rồi ha. Cái cách để mà lấy á thì anh em sẽ mua, chắc chắn là sẽ mua 100.500 nhân cho 600 để mình nhân coi, tính lại cho anh em biết luôn nè. 150 nhân 600 là sẽ ra được là 90.000 cái Rio nha anh em. Là chúng ta mua mát bên là được 600k lượt. Nếu mà trong vòng 600k đó anh em không đạt được 800 điểm á thì bắt buộc anh em phải mua thêm cái gói bên này. Đây, gói quyển trục này anh em. Thêm 9.200 cộng thêm 9.200, nói chung là mười mấy ngàn Rio đó anh em ơi. Nếu mà nhân phẩm anh em cùi bắp á thì hơn 100.000 Rio. Trước đó thì anh em phải xả những cái sự kiện chiêu mộ đại ninja, nó cũng có quyển trục làng lá nè. Xua vòng quay cũng có quyển trục làng lá, chiêu mộ đặc biệt cũng có quyển trục làng lá nữa. Thì quả may thì anh em sẽ dưới 100.000 Rio anh em sẽ lấy được cái bảo vật lồng đèn anh em ha. Đó, nói chung là đợt này ông nào mà muốn sở hữu cái bảo vật lồng đèn ngon, ngon hơn là cái tiệc mì ý rồi các thứ nha anh em. Ngon hơn cái tiệc mì ý á, nên là anh em tranh thủ anh em lấy ở bên này bảo vật lồng đèn. Nhưng mà bị cái mì ý thì nó sẽ có thêm mấy cái nhỏ nữa anh em ơi. Nói chung là được cái này mất cái kia. Đó là về cái ngày vui vẻ này nha anh em. Để coi đợt này nó cho chúng ta đổi cái gì đây ta. Mấy cái đồ trong này mắc lắm anh em. Tua vén lướt ngôi sao nè, cái này tính bằng tiền triệu nha anh em. Đừng có nạp mấy gói này phí lắm. Trời ơi, đây quyển trục làng lá nè. Rồi áo cam bảy biển nè, cái này cũng ngon ghê ta. Nhưng mà đồ trong này ngon thiệt em ơi. Có tóc miễn chống chí mạng đó. Ui dồi ôi, công nè. Máu nè. Rồi máu này cùi nha anh em, máu này cùi. Nói chung là có thì chơi anh em hơn. Nhưng mà đuổi mắt lắm anh em ơi, nó lên tới gần cả chục triệu. Nên thôi bỏ ha. Túi áo bảy biển đỏ nữa nè. Đỏ này thì khó xài hơn một tí. Này là rương đại kình đao anh em thấy không. Đại kình đao là nó mắc cỡ nào anh em biết rồi, cái gì 30.000 thôi, coi cho nó vui thôi ha. Rồi, đua top, đợt này chúng ta sẽ có đua top su siêu cấp. Thì quà là sẽ là ván lướt ngôi sao của bên hệ phong. Bây giờ cái hệ này lấy xuyên thủ cho ai đi trời. Cái ván lướt này hao hao giống y chang như là mấy cái bảo vật cùi cùi ngày xưa đó em nhờ. Rồi, su quay siêu cấp ha. Top 10 sẽ được kiếm Kusanagi. Xua vòng quay thường và hiếm luôn nha anh em. Vòng quay siêu á là được bên ván lướt ngôi sao là hệ phong. Còn ở bên su vòng quay thường á là ván lướt ngôi sao là bên hệ lôi nha anh em. Bên hệ lôi này có máu, có miệng chống, có công. Ôi ôi, hệ lôi này chán ghê anh em nhờ. Đợt này anh em có thể đua top ở bên này. Đó, giờ nếu mà ông nào mà dư
dư tài nguyên anh em ha. Ok, hai xu vòng quay luôn anh em, để mình coi xu vòng quay mình nhiêu rồi ta. Vô khè khè tí coi. Xu vòng quay thường là 12.100. Xu vòng quay siêu á là chắc là cỡ 4.700 à. 4.700 anh em ơi. Rồi tầm đó anh em ha. Nói đua top vậy thôi chứ mình cũng chả đua nè. Mấy cái bảo vật bây giờ xài dư rồi, giờ chơi ván lướt ngôi sao gì nữa anh em. Mấy cái Madara Susanoo rồi Đại Kình Đao rồi, rồi chơi đủ rồi. 6 cái xịn là chơi ok rồi anh em. Rồi đó là về đua top anh em ha. Rồi còn về sự kiện anh em, hồi nãy là chúng ta thấy là cái cách lấy xúc sắc anh em ha, đổi xúc sắc để mà lấy copy của con Kilobi. Đó là một cái hình thức thứ nhất. Cái hình thức thứ hai nữa, đó là chúng ta vô chúng ta xả cuộn đặc biệt nha anh em, xả chi mộ đặc biệt 400 nhét một con. Đây cái tuần cuối cùng anh em nhớ nha, đây là tuần 3, tuần cuối cùng để mà chúng ta sở hữu con Kilobi bác vĩ bằng cách quay đẹp móc của cái sự kiện đặc biệt. Nên là ông nào mà đang thiếu copy thì có thì nên xả thêm ở bên này. Mình thì nói chung là bây giờ đang không có muốn là chiêu đặc biệt anh em ơi, bởi vì nó thốn quá. Nhưng mà tuần này có cái vali Rio anh em ơi, có vali Rio nên là tuần này nhiều khi là mình nói chung là mình xả cỡ chừng 50% cuộn bên chiêu mộ đặc biệt này, rồi xả mát bên bên chiêu mộ đại gia và xu vòng quay để mà kiếm thêm copy con Kilobi bác vĩ. Nhưng mà ngặt nổi á, Kilobi bác vĩ thì nó sẽ phải làm mà mới anh em ha, để tí xuống cho anh em xem. Rồi đặc biệt ha, đặc biệt cũng có vali nè. Xu vòng quay thì không có vali, nó chỉ có bàn tính tiền thôi. Bàn tính tiền thì cực kỳ hiếm luôn nha anh em, làm mới ra con Kilobi thì nói chung là khá là thốn đấy. Rồi trang bị KG ở đây là đổi bộ đồ ngành ha. Rồi shop cửa hàng đặc biệt nó đã quay trở lại rồi anh em ơi. Hay chà, Fukasaku bán quá trời luôn nè anh em. Nhưng mà anh em nên chú ý, nó bán cái đá kinh nghiệm nha anh em, đá là đá xanh nha. Rất là thốn luôn anh em. 2000m tức là 2 triệu anh em, 2 triệu đá ha, bằng một cái thì Fukasaku này nói chung là cũng được đi. Nhưng mà trước đó chúng ta đổi rất là nhiều rồi anh em. Ồ hiện như Sima bán rẻ nè, anh em tranh thủ anh em đổi nha. Hiện như Sima hiện giờ hồi đó là đua top thấy bà luôn anh em, nạp rồi đua top thấy bà luôn, bây giờ nó bán, nó cho ri anh em là chỉ có 1 triệu mà cái đá thôi. Trời ơi ngon thôi rồi luôn á. Ưu tiên đổi cái này nha anh em. Cái này không biết là nó có cho đổi mát không nữa. Đây, ưu tiên đổi cái cuộn chi mộ đặc biệt nè. À với lại mấy cái cuộn âm dương được cái thứ nè anh em. Rồi ông nào thiếu food thì có thể đổi thêm food. Fukasaku thì ông nào dư lắm thì đổi. Mình nói chung là mình đổi vẫn được, nhưng mà hồi đó tới giờ tích rất là nhiều rồi anh em. Đổi nói chung là kiệt quệ luôn rồi đấy. Phải chừa lại để mà chơi mấy cái sự kiện sau nữa chứ anh em. Với lại mấy cái shop đá kinh nghiệm đồ các thứ này á, sau này nó sẽ đổi vật phẩm anh em ha. Nó đổi sang mấy cái bảo vật xịn sò khác hơn nằng là cái Fukasaku. Đó nên là anh em để đó, sau này anh em đổi cái khác cũng được, anh em nó mở ra hoài à. Hay cha đồ cũng ngon đấy, nhưng mà thôi để đó đi. Cửa hàng sách hoán đổi. À bên này ưu tiên đổi cái này trước nha anh em, chỉ có 7.000 thôi, rất là rẻ ha. Rồi để coi còn gì nữa không. À bàn tính tiền. Bàn tính tiền 50k nên đổi cái bên này nha anh em, hai cái 100k. Ây chà, mình sẽ đổi trước một cái đi, 20 các bạn tính tiền đi, bởi vì tuần này có hàng ngon trong đó anh em ơi. Cửa hàng Rio thì chắc là đổi thêm cái giấy thách đấu nè anh em, với lại thêm xu vòng quay nha. Xu vòng quay bên này bán khá là rẻ, chỉ có 9.000 thôi. Ôi 2.200 thôi mà chúng ta được 100 xu rồi, rất là ngon. Rồi nên đổi hai cái đó nha. Rồi đổi tướng SS để nặng coi có con Kilobi không. Có cái nịt. Có cái nịt. Đổi tướng SS nha anh em. Thì ông nào mà thiếu Hashirama Edo, đổi một con bên này. Nên đổi Hashirama nè. Rồi rồi. Chỉ riêng Hashirama thôi, còn mấy con khác thì dư thừa copy rồi anh em. Ông nào thiếu copy thì nên đổi ha. Thiếu copy của sạc đen thì nên đổi. Ông nào mà đen leo thụ á, Hidan quy ấn thì BK hiện giờ vẫn đang còn ok. Cá với lại Derrera thì nó hơi đuối anh em ha. Derrera vẫn còn tạm tạm được đối với lại đem nông dân đó. Còn cá thì thôi thua rồi nha anh em. Mấy con này thì nói chung thua rồi. Tuần này cũng có tiêu phí Rio đó nha anh em. Đây tiêu phí Rio đây. Ủa 25.000. Ủa tiêu phí Rio đợt này sao hòa lỏ quá vậy. Trời ơi trời, móc 200 năm. Ủa này là Rio mà anh em, sao đợt này nó cho tiêu ít quá vậy. 250.000 Rio à, mà được cái hiện nhân Sima lại Fukasaku. Ôi ôi tuần này tiêu Rio là gãy nha anh em, nó không có cho chúng ta thêm cái lồng đèn nữa đâu. Trời ơi, cá mổ sơ y chang như cũ nè. Đây đây là cái quà xịn sò nhất đây anh em ơi. Tướng hệ thường bỏ qua đi, tướng hệ hiếm nha anh em. Đây
có con Kirby bác vĩ trong này anh em ơi, có Kirby bác vĩ trong này. Vị chi là tầm cái chừng 50 vali là một con đấy. Nhưng mà cái này thì quan trọng là anh em lấy bạn tính tiền, anh em quay có ra được con Kirby bác vĩ hay là không, quan trọng là như vậy đó anh em. À, nên là nó tùy thuộc vào là nhân phẩm của anh em ở trong này. Anh em nếu mà quay ra được con Kirby bác vĩ thì anh em xả tài nguyên tới cái móc vali để anh em lấy con Kirby bác vĩ thôi. À, bây giờ mình sẽ thử nha. Hashirama thường nha anh em. Đây là mới đây, thốn lắm nha. Ô, Edo nè. Ở trong này có Edo đó nha anh em. Đây, cụ Edo nè, na cụ vĩ rồi các thứ nè. Đó, rất là ngon, nhưng mà cụ Edo mình dư rồi. Bây giờ chỉ tìm con Kirby thôi. Ở trong này tệ lắm, kiếm được 1-2 copy của con Kirby đây. Ui ui, ý, nó kìa. Đây, từng này xả 50 vali đây nè, 50 vali ha, để mà đổi một con Kirby này trước đã. Rồi, nếu mà làm mới ra thêm một con nữa xả tiếp tục. Nói chung là anh em làm mới ra được con Kirby á, hoặc là cái con tướng nào anh em cần á, thì anh em cứ xả tiếp tài nguyên để mà lấy vali thôi. À, nói chung là làm mới tới đâu ra cái vật phẩm ngon cần thì anh em xả vali tới đó. À, như mình nè, đang có Kirby nè, chuẩn bị 50 vali để đổi nha. Nhưng mà ngày hôm nay chưa xả tài nguyên kịp. Đại chiến những giả, à, cái này y chang như là tuần trước anh em ha. Chi nã tuần này thì cũng khá là bình. Ô, chi nã có vali mấy ông ơi. Chi nã có vali, đổi được anh em nhờ. Chi nã tuần này chơi được. Để tối nay mình dọn cái rương mình, ngày mai xả tiếp cuộn anh em ơi. 800 cuộn quá, ai da, thốn. Rồi, nhiệm vụ S và nhiệm vụ SS. Coi gói nạp ưu đãi bên này coi, bản vẽ ứng chú. À, gói này nó mở hoài luôn nè anh em, gói này mở hoài à. Ưu đãi Barrio. Ờ, để coi gói ưu đãi bên này có cái gì ngon không. Nếu mà anh em thiếu vali quá mà có điều kiện, không thích xả tài nguyên, có điều kiện nạp thì nạp thêm vô để lấy ít vali cho anh em. Ôi, gói này cũng thốn quá ta. Gói Itachi Tân Sơn, gói này y chang như cũ nè, không có gì mới cả. Ờ, gói ưu đãi thẻ huyền bí, à, gói này cũng ngon đó nhờ. 90k nó bán cũng rẻ ghê á, nhưng mà nó không có tướng nha anh em. Nó chỉ có bản vẽ làng lá thôi, nhưng mà bản vẽ làng lá này cái tính mà xài thì khá ít, hơi ít tí. Làng là làng lá, à, gì, làng cỏ thì ngon anh em. Bác vĩ thứ hai, à, gói này y chang như cũ luôn anh em. Vậy là ngày hôm nay là không có gói nào xịn hết, được có một vài gói thôi. Được có một vài gói được thôi anh em ơi. À, ok, đó là về cái event tuần này nha. Rồi, một vài cái update tuần này nữa, đó là hồi nãy là mình có nói là con Kirby bác vĩ là nó chưa vào ở trong cái L2 ngẫu nhiên âm dương tùy chọn rồi đúng không anh em? Chưa vào nha. Anh em cứ án binh bất động đi. Rồi, tiếp theo nữa, đợt này nó ra tới tận hai cái bản vẽ ứng chú luôn anh em ơi. Đó là bản vẽ ứng chú của làng sao và làng nghệ nhân. Đây anh em, lại thêm ứng chú mới nữa. Trời ơi, đây, vô trong này coi nè. Đây, đây là hình thù của làng sao. Đây là hình thù của làng nghệ nhân. À, làng sao thì nó sẽ có là kháng chí mạng. Làng nghệ nhân á, thì nó sẽ là tăng nộ. À, để mình làm mới, để mình chế tác một vài cái để anh em thấy cho nó dễ nè. Ồ, ra làng mưa. Chế vui thôi, để ra cái mới cho anh em xem chỉ số luôn. Cái này làng mới luôn nha anh em, làng tuyết cũng là một làng mới. Cái này là kháng phá giáp anh em ha, nhưng mà cái này, bộ này gắn bộ 4 nên thôi bỏ đi. Bộ 4 bỏ nha nè. Không có ra mấy cái mới ta. Thôi, hai tóc. Ủa ghê vậy. Hai dòng tóc luôn kìa. Có tóc luôn này, cái này tăng miễn chống ha. Nó ra toàn xanh lá không à. Ơ, cái này cũng là làng mới nè anh em, làng thác nước này cũng làng mới nè. Cái này là có xuyên miễn chống, gắn bộ 2. Xuyên miễn chống này gắn cho Itachi cũng ngon, nhưng mà Itachi bây giờ cần tóc quá. Đây, làng ứng chú làng sao. Ôi, cái này 4 bộ nha anh em, bộ 4 nha. 50% kháng chí mạng, tức là khi mà anh em gắn cái bộ này vô thì nếu mà đối phương có chí mạng á thì nó sẽ giảm 50% kháng cái khả năng chí mạng đó anh em ha. Nói chung là đánh ít bị dính cái đam chí mạng lại một tí đó. Ồ, làng cát mà có phần trăm máu. Ủa, cái này có phần trăm máu thì lại ngon anh em nha. Rồi, kiếm một cái ứng làng nghệ nhân đó đi anh em. Ứng làng nghệ nhân đi ha. Ồ, làng cỏ nè, tóc. Đúng dòng tóc một. Chà, cái làng nghệ nhân này chua quá ta. Ơi, tóc thủ. Cái này là tàn lá thôi, xanh lá không à. Ừ, ôi làng nghệ nhân nè. Wow, cái này nó cộng tới gắn tới bộ 4 mới cộng được 100 nộ nha anh em. Sau này cái meta mà nó giảm nộ nhiều quá, anh em gắn nộ vô thêm cũng được.
Đây anh em, ấn làng nghệ nhân là tặng tăng 100 nổ nha. Vậy là hai cái ứng đó là toàn bộ 4 không à. Hai ứng mới là toàn 4, gắn 4 món thì nó mới kích hoạt được cái nội tại thôi anh em ơi. Nói chung là hơi chua một tí, hơi chua nha. Rồi, tiếp theo nữa đó là cái ký họa anh em. Đây ký họa đây, album ha. Nó đã update thêm cho chúng ta một cái ký họa thứ 14 đó là Deidara. Ôi cha chết cha rồi. Mình mới có album 9 nè, chưa được album 10 anh em. Nên là tới đâu thì nó sẽ mở tới đó anh em ha. Đợt này tới 14 rồi nha anh em. Mình mới tới con Kilobi thôi. Mới tới cái ô này thôi anh em ơi. Nên là chưa có chơi được nhiều anh em ha. Để mình mở hết đống này luôn đi. Album mình mới có tới album con Kilobi thôi. Nên là mấy cái ký họa mà mới update đó anh em thì nó không có hiển thị anh em ha. Không hiển thị. Một cái nữa. Cố lên. Ow, 47.000 công. 41.000 công anh em. Rồi cái nịt luôn rồi. Trời ơi. À, chùa lắm nha mấy ông. Mở mấy cam bum này thôi phải nạp cực nhiều thì mới ra. Rồi, đó là về những cái update và cũng như là cái event tuần này. Nói chung là event tuần này đó là những cái đáng chơi nha anh em. À, ngon. Tuần này thì nói chung là mình cũng xả một ít để mà lấy. Nó chủ yếu là lấy mấy cái vali thôi. Nó vẫn chưa mở những cái gói bán vali nha. Nên là anh em nào xả tài nguyên cứ tà tà thôi. Rồi, nhận quà ngày hôm qua đến giờ luôn nha anh em. Kể cả những cái quà nạp có cả đây nè, quà nạp của mình nè. Ngày hôm nay vẫn còn, mà ngày hôm nay là ngày thứ 3 của cái sự kiện đổi code cho anh em. Vẫn còn sự kiện đổi code đấy. Đây anh em, kể cả những gói quà nạp có Shizune với lại có thêm Itachi, kể cả kinh nghiệm VIP nữa. Kinh nghiệm VIP đợt này thì nó, để coi coi, nó reset rồi. Tích lũy kinh nghiệm VIP nè, bây giờ mình nhận một phát là lên 8.000 kinh nghiệm VIP. Lấy được thêm ít quà nữa nè. 70 cụ đặc biệt nữa, 8.000 là dư luôn á. Rồi nhận luôn nha anh em. Ôi ôi, đây mình có ngày hôm qua đi cái Ninja Legion á thì nhận được một con Kilobi bác vĩ với lại thêm ba cái bản vẽ ứng chú làng cỏ nữa nè anh em, là chưa có nhận nha. 6 cái huyết nhâm thạch. Trời ơi, 8.000 Rio. Giờ này mà còn rương chữ gì nữa anh em. 440 cuộn đặc biệt. Quá trời. Đây, có cả Shizune với lại có thêm Itachi luôn nha anh em, mỗi con hai cái. Đấy, được đó nha. Đó, đem coi quà trả về nè. Rồi, nhận nhanh thêm luôn nha anh em. Cái này là bên chiêu mộ đặc biệt. Ủa, cái này là kinh nghiệm VIP luôn nha anh em. Nhận quà kinh nghiệm VIP luôn ấy. Đây, của tuần này luôn á. Rồi, xong, hết rồi đó. Wow, đã. Rồi, vô ghép tướng nếu có nha anh em. Để coi coi, Shizune 2 con. Rồi, Itachi 2 con. Kilobi 1 con. Toàn là tướng hot không anh em, toàn là tướng hot không à. Rồi, để vô coi coi là up lên được nhiêu không ta. Itachi thì, đủ rồi nè. Itachi vừa đủ lên được E4 anh em ha. Để coi coi. Đang thiếu 10 phút 10 sao xíu. Ủa, hồi nãy thẻ huyền bí mình xả hết rồi, bên này sao lại còn là 5 ta. 9.000 chứ anh em. 9.000 mấy. Ủa mấy con phút 10 sao mình mở ra hết. À đây còn 4 con nè anh em. Đây còn 4 con nè. Mở ra thêm để up Itachi chứ anh em, lên được E4 rồi nè. Trời ơi, vừa đủ luôn ha, vừa đủ lên được E4 ha. 1 2 3 4 5. Ok. Rồi, tiếp tục tới Shizune. Shizune thì E5 rồi nhưng mà thiếu lên tiên thuật thôi anh em ha. Ủa? Thiếu hai con nữa. Thiếu hai con nữa nha anh em, mới có hai con à, phải hai con nữa mới lên được tiên thuật 1 anh em ha. Rồi, tới lượt Kilobi. Kilobi thì mới có một con thôi thì tuần này ráng cố gắng là xả xuất sắc nè. Và cũng như là chơi cái vali để lấy thêm copy của con Kilobi nữa là đẹp nha anh em. Đó, tuần này là nôm na nó sẽ là như vậy. Rồi, mình chơi tới đâu thì mình sẽ cập nhật review tới đó anh em, đừng có bỏ qua nha anh em. Ồ, đang 7.001 đặc biệt anh em ơi, 7.001 cũng đặc biệt ha. Này rương chữ. Rương chữ hồi tuần trước thôi. Không có chơi anh em, chữ không có chơi. Rồi, ok. Đi BK nhẹ nhẹ vài tên để test đội hình Itachi mới lên E4 anh em. Trời ơi. Lên test vài pha BK thử coi như thế nào. Kilobi thì từ từ anh em, tuần này thì chung là chắc là mình sẽ xả hai vòng Kilobi tầm cái chừng 800 cuộn đặc biệt để chủ yếu là kiếm thêm mấy cái vali thôi. Nếu mà mình làm mới ra được nhiều Kilobi á thì mình sẽ xả thêm.
Nói chung là anh em làm mới ra Kirby thì anh em sẽ tới đó. À, có con Kirby thì sẽ thêm anh em ha. Đó, chủ yếu là như vậy. Tiếc rằng không có Itachi anh em nhờ. Itachi, con Kirby này tính ra nó là con tướng limit, nhưng mà nó dễ kiếm copy anh em. Còn Itachi có cái nịt luôn á. Itachi không có kiếm được. Nó chỉ có nạp và cũng như là mấy cái sự kiện nhỏ lớn thôi. Chủ yếu là cũng là nạp thôi. Thốn lắm anh em. Thôi, đánh thường kìa. Cũng phản đam nha, pha đó phản đam hơi đầu đấy. À, anh em hiểu ý mà nôm anh em. Nói chung là anh em làm mới ra được Kirby rồi thì anh em xả tiếp tài nguyên. Nếu mà làm mới chưa ra thì đừng có xả tài nguyên thêm, bởi vì anh em cũng không có đổi được con Kirby á anh em. Đó, cái vali đợt này có Kirby khá là ngon đấy. Tuần này kiếm tệ lắm nè, nếu mà nhân phẩm cao thì kiếm tệ lắm, chắc cũng phải được tới tận 3-4 copy của con Kirby anh em nhờ. Được á. Ông Mai Dương này mạnh nha anh em. À, bên mình nổ trước rồi, bên kia muốn tèo rồi. Giờ đẩy tóc cho team thì ngoài cái album ra thì chúng ta phải build thêm ứng chú. Đó, ứng chú và ngon nhất á, muốn tăng toàn team luôn là ở bên phần linh thú anh em ơi. Chúng ta phải có trách ra là đại hỏa đó, cái trách ra đại hỏa mà màu vàng vàng đó anh em thì mới up được cho con linh thú. Bên linh thú nó cộng tóc nhiều lắm. Đó, tuần này nói chung là cơ hội rất là ngon để mà anh em kiếm copy Kirby. Chà. Để coi ngày mai nó mở mấy gói nạp mà có Valirio á, anh em tranh thủ anh em nạp ha. Nhiều khi chiều nay là nó mới mở anh em, nó mở hơi trễ, mấy gói nạp nó mở trễ lắm. Bởi vì mở sớm nhiều khi sợ bị lỗi hay gì đó, bị hớ hay gì đó chả biết nữa. Mà thường mấy gói đó nó hay mở trễ lắm anh em. Nay mở trễ lắm nên là anh em nào mà không có đủ tài nguyên để anh em chơi á thì anh em có thể canh mấy gói đó anh em nạp thêm. Chà, bên kia chơi cụ nhị luôn hả? Còn gì phải gắn cụ nhị vô ta, chơi thêm một con âm dương nữa. Nếu mà con Hashirama Edo lên được tiên thuật rồi thì chơi một con nữa để lấy thêm full 6 cái hồi sinh ngon hơn không? Cụ nhị cũng búp hồi sinh, nhưng mà cái hồi sinh của cụ nhị á nó có tính chất hên xui nha anh em. Có con búp có con không. À, còn cái meta mà 6 âm dương á thì búp hồi sinh 100%. Đã vậy mà cho thêm cái khiên trắng nữa, má ơi nó trâu. Chưa kể con Shizune búp thêm khiên nữa anh em. Trời ơi trời. Đợt này không biết ra tướng thường là mang cái tính chất sưu tập anh em. Đợt này tướng thường ra đợt này chắc mình nghĩ là mang tính chất sưu tập quá. Không có vô trong meta âm dương được, meta âm dương mạnh quá. Game bây giờ tự nhiên nó ra cái con tướng này nó bá đạo quá, giờ sao đây anh em. Hồi đợt là mình hôm qua có ông comment kêu là hồi đó là mía gì ra con Shizune mía nói là mía không đu theo, còn bây giờ mía nạp build con Shizune công đít. Đúng là như vậy anh em ơi, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó ra không cụ Hashirama Edo á, mà nó không có ra cụ Hashirama Edo á, không có phải meta âm dương á, là mình không thèm nạp đâu anh em ơi. Mình cứ chơi tướng thường vậy thôi, bởi vì có khả năng lực kèo được. À, nhưng mà anh em cứ nghĩ coi, nó ra Itachi Tân Xuân, nó ra thêm con Kirby Bát Bỉ âm dương nữa anh em. Meta mạnh. Mà mình là làm người là người làm content, làm nội dung về cái tựa game này, mà cái đội hình mình cùi bắp quá thì lấy gì làm anh em. Không có gì để làm cả, nên thôi, vì miếng cơm manh áo bấm bụng anh em, chứ đâu có muốn nạp mấy con quỷ này đâu. Trời ơi mắc như quỷ, ai mà muốn nạp anh em. Mà phải nạp vô để mà có cái để mà làm, có cái để mà review cho anh em. Ôi ôi cái gì vậy, trời ơi con Kirby này. Ôi ôi quái vật. Đó anh em hiểu ý của mình không, anh em nại hà mạnh nha anh em. Đó nên là phải cắn răng chịu đựng anh em ơi. Nên là anh em thấy mình thấy thương và như là thấy mình nhiệt tình thì anh em hãy cho mình một like, share, theo dõi kênh. À, như vậy anh em ha. Còn cái vụ mà cày chiến trường thì bữa giờ anh em thì nói chung là chắc là không khả thi quá. Tại vì cái thứ nhất là người chơi. À, hồi đó thì cày được anh em, còn bây giờ người chơi nó hơi vơi vơi nên là nhiều khi anh em cũng không cày chiến trường. Còn cái thứ hai nữa thì chiến trường bên này thì phải nạp vô thì chiến trường nó mới ngon, mà nhiều anh em đâu có cần nạp anh em. Chiến trường cùi quá cũng chả thèm cày luôn. Đó nên là ít
chắc là ít khách anh em ha, nên là chắc mình chưa có nhận được đó, nên để coi đã anh em ha. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay, thấy hay hãy trong like dõi kênh nha anh em. Ngày mai thì chắc là sẽ xả tài nguyên, anh em nhớ theo dõi kênh để coi cái quá trình mình xả tới đâu nha, và cũng như đặc biệt là kiếm copy Kilui. Ok, cảm ơn rất nhiều nha.